Anh nói chuyện xong rồi á? Nói chuyện xong chưa? Thế á? Em đang lát. À biết rồi, nhưng mà cái này để nhanh nhanh, cái này là À có. cô thôi. Một chút nữa em, một chút nữa xem. Hello, cú đêm có ai không ạ? Cú đêm hôm nay có ai không ạ? À, annyeonghaseyo. Hello Hoàng Thực. Hoàng Thực là ai nhỉ? Các cô đêm hôm nay đi ngủ muộn vậy? Anh nhau mà xem. Opa, em gái của anh là chưa đi ngủ. Hello Hồng Liên. Sắp tới lên Sapa về Hồng Liên. Cho tí son vào cho nó tươi. Hello anh Trung Kiên. Toàn Lambo à? Hello toàn Lambo. Trước khi đi ngủ lên vừa 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 dùng xét dựng vừa dùng huyết thanh vừa buông đến mọi người cho đỡ buồn. Rồi thì tôi em sử dụng huyết thanh. Tự nhiên giờ mắm trong cái áo nữa đấy. Đấy. Trước khi lên vẫn phải sử dụng cái này đã, trước khi đi ngủ. Sau 4 ngày, hôm nay ngày thứ tư em sử dụng mọi người ạ. Liên ơi, cậu có ở gần chỗ Ngân không? Hello, chào Lê, em Lê Tiến Đạt nhá. Trước khi đi ngủ em vẫn phải sử dụng cái này mọi người ạ. Ngày thứ tư em sử dụng huyết thanh 7 đây. Chắc là phải để chế độ là im lặng chứ nó cứ rung như thế này. Rồi. Đây thì ra đây sao em ngủ muộn vậy? Quay cho hai bố con đi hẳn. Hello, 5 người xem mọi người ơi, ai chưa ngủ cú đêm mà buôn với em đi ạ. Buôn với em cho dễ ngủ với mọi người ơi. Đêm nay có ai mơ thế em không, mai em nhắc đề cho. Đánh đề đánh con lô xem có về không. Mọi người thẩm thấu rất là nhanh này, huyết thanh này thẩm thấu nhanh cực. Chưa chi đã thẩm thấu hết vào da rồi.
Hello 5 người xem, hello cái gì kia, em gái của chị Thanh Thanh Hà tên là Thúy Hà ở đấy. Hello Thúy Hà, em giờ làm ở đâu em? Ai đi? Hiện là hiện hiện lên nhưng mà chưa thấy đâu, chưa thấy nick Facebook đâu. À hello anh Hồng, và kia là ai nhỉ, anh Hồng với ai vẫy tay cái nào. Sao cứ toàn hiện mặt lên trước xong rồi ấy hiện sau nhỉ? Hello Nguyễn Hoài Anh, chị Cún. Hello chị Cún. Hello Hoài Kem. Xin chào, xin chào. Cái chỗ này mặt em bắt đầu có hiện tượng là có nám rồi. Em sẽ cho thêm một chút huyết thanh cho nó vào chỗ này để nó ngăn ngừa nám vào. Vẫy tay chào mọi người cái nào. Đó. Hello mọi người. Ui, thank you anh Hồng nha, nhưng mà không biết anh, không nhớ anh Hồng là ai á. Hello fan lúa. Thế luôn, chắc bây giờ mà vào Facebook của anh Hồng thì may ra là nhớ, nhìn mặt nhớ chứ còn bây giờ chị nhìn nhìn Facebook này nhìn không rõ luôn ấy. Dạo này mắt nó hơi bị cận một tí. Nga chia sẻ live stream kìa. Từ phòng bên kia đến phòng bên này hóng hớt nhanh ghê. Làm gì mức độ dài như thế? Theo ma tâm. Cái này là đang mặt mộc. Dùng mỗi vừa rồi cho ít son vào. À mọi người ơi, cái son này rất là đẹp luôn này mọi người này. Em thề với mọi người luôn là nó còn mềm và còn lì hơn cả bát xe luôn. Mềm và lì hơn luôn đây này. Đợi nó khô quá là nó rất là mềm, rất là thích luôn. Đó. Màu đẹp chưa mọi người ơi? Rất là đẹp luôn. Đây em chỉ cho một tẹo lên trên môi thôi, chị em mà cho đầy là cho đậm lên thì rất là đẹp luôn. Thế luôn mọi người, dùng còn mê hơn cả ba xe cơ. Ba xe không là gì đối với cái son này luôn. Cái son này nó đẹp hơn rất là nhiều mà nó còn lì, nó mềm môi, vừa lì vừa mềm môi luôn. Đây là em chỉ dùng một tí ở môi thôi đây mọi người nhìn này. Màu rất là đẹp luôn. Mà nó cũng là son kem luôn. Đây. Đang rất là hot ở Việt Nam đây. Son mới đấy, không phải bây giờ rất là ít người nhập được cái son này về tại vì là nó vừa rồi em sang Hàn Quốc ấy, son này hot đến mức độ là không còn son luôn. Vừa rồi đến ngày mùng 8 tháng 10 nó mới ra đấy. Một đợt nữa thì mới lấy về được đúng 20 thỏi thôi. Còn ba xe thì giờ nó không 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 ra cái loại cái em kia rồi. Nó ra loại mới rồi nên là rất là khó lấy, còn có đúng 4 thỏi. Màu đỏ, đỏ cam, cam đỏ, màu cam đỏ, cam san hô đỏ với lại màu đỏ thuần thôi, còn lại hết các màu rồi. Hello Lê Thị Thảo Tâm. Sao đã dưỡng da xong, chỉ trong 2 phút chúng ta có thể dưỡng da xong rồi. Chỉ bằng huyết thanh 7 đây. Và ngày hôm nay là ngày thứ tư sử dụng huyết thanh và đây là cái mặt mộc luôn, hoàn toàn là mộc mạc luôn đây. Không có một chút phấn phích gì luôn. Không có tí phấn nào luôn. Thề luôn. Đó là huyết thanh vừa mới bôi xong. Chỗ nào mà có nám hoặc là tàn nhang hoặc những cái đốm nâu này thì chúng ta sẽ cho thêm một chút vào. Đây giống như bên này này, bên này có một chút đốm nâu này thì chúng ta sẽ cho thêm một tí vào để cho nó ngăn ngừa cái sự những cái đốm nâu đấy lại và nám và tàn nhang đấy lại. Để mặt em lên rất là nhiều đốm nâu này. Đó. Lên rất là nhiều đốm nâu luôn. Vãi. Đấy, chia sẻ nhiều nhiều lên tí. Đây là cái loại phấn nước mà em đang sử dụng. Còn đây là cái loại kem dưỡng da mà em đang sử dụng. À, đồng thời em sẽ sử dụng đi kèm với cái bộ này.
Nhưng mà bộ này hiện tại thì đang hết rồi, không đủ cho khách lấy. Đây này. Em đang sử dụng cùng với bộ này nữa, nhưng mà bộ này đang hết rồi. Bộ dưỡng da này đang hết. Không đủ cho khách lấy luôn. Còn thiếu của khách mình chục xem nào. 8 bộ nữa mới đủ một khách, riêng có một khách ở Lâm Bình lấy đúng 5 bộ luôn. Mấy anh chị em thi nhau lấy 5 bộ. Còn thiếu của khách đang trở về đấy. Hello Kiều Trang, hình như bé Kiều Trang này là trước có phỏng vấn xin việc đúng không? Xong rồi đồng ý rồi xong rồi không đi làm đúng không? Nhớ không nhầm là như thế. Nhớ không nhầm. Đó, ngày thứ tư sử dụng huyết thanh bảy đây. Làm trắng da, căng bóng da. Được chiết xuất từ hạt hướng dương và cái gì hạt hướng dương và hoa hồng à. Có tác dụng là làm mờ nám, tàn nhang và những đốm đen. Những đốm đen trên khuôn mặt và nó làm trắng da, trắng bật tông luôn trong vòng 7 ngày. Trong vòng 7 ngày nó sẽ thay đổi, sẽ nhìn thấy nhận rõ luôn là thay đổi trong vòng 7 ngày. Mọi người chụp trước khi mọi người dùng, mọi người chụp vào trước khi dùng mọi người chụp và sau khi 7 ngày mọi người chụp lại giúp em một lần nữa là mọi người sẽ biết nó thay đổi như thế nào. Hello anh Tuấn Henry. Xong. Em đã làm đẹp xong rồi. Và lại sắp đến giờ em đi ngủ rồi. Quang Trung cái gì kia, I love you. Đã gửi lời mời cái bạn cho bạn. Nguyễn Đình Lợi ơi, cả trai cả gái đều có thể dùng được nhá. Chỉ cần kiên trì giúp em 7 ngày đầu tiên và những ngày tiếp theo càng kiên trì thì nó sẽ càng trắng. Nó càng trắng và nó càng mịn và cái da nó cũng căng bóng như này luôn này. Em hôm nay là em sử dụng đến ngày thứ tư nhá. Ngày thứ tư em vừa mới sử dụng xong. Mà mỗi một bên chúng ta chỉ cần 1 đến 2 giọt thôi, mỗi bên má cần 1 đến 2 giọt trên trán, dưới cằm, ở mũi một tẹo nữa thôi. Chỗ nào mà trên mặt mà có nám tàn nhang hay là có những cái đốm đen đây này. Mặt em nó đang bị mụn, sao nó thâm mụn thâm đây này. Đó, đốm đen đây này thì em sẽ cho một chút nó nhiều hơn một chút. Để khi mà chúng ta hello cái anh cún nhiều hơn một chút để khi mà chúng ta sử dụng cái này này nó sẽ làm giúp chúng ta trắng lên và nó mờ nám đi. Em không cam kết 100% nó sẽ hết nám nhưng mà nó sẽ mờ những cái đốm nâu và nám và nó ngăn chặn những cái tàn nhang mà nó đang đang tàn nhang mà nó đang bắt đầu xuất hiện trên khuôn mặt giống như mặt em đang bị xuất hiện một cái đây mấy cái nám này này. Đang đang xuất hiện. Hello chị Hằng, hello Quỳnh Anh Cún. Đó và ngày hôm nay là ngày thứ tư em sử dụng nó, em vừa mới sử dụng xong. Mỗi tối em chỉ bớt đúng 2 phút để em sử dụng cái này thôi. Đó. Và cái son này thì đây ạ, cái son này, son lì. Và em không dùng son 3CE nữa mà em sẽ chuyển sang son này tại vì son này dùng thích hơn 3CE rất là nhiều đấy ạ. Đó, dùng hơn son 3CE rất là nhiều, thích cực thích luôn. Mà đặc biệt cái son này nhá, nó không bị khô, nó không hello em yêu. Muộn đêm yêu. Cái son này nó không bị khô môi, không bị bong tróc môi luôn mà nó giữ ẩm cho môi này, nó dưỡng môi này mà nó còn lì nữa chứ, cũng đảm bảo với mọi người là không trì luôn đây ạ, cái màu ở đây rất là đẹp luôn. Hello Thu Thảo, đó rất là đẹp luôn. Xin chào Ngọc Anh, đó đây là bây giờ em đi ra ngoài đường thì em chỉ cần sử dụng như nào nhỉ? Đây một cái bút 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 mắt như này, bút highlight mắt, bút mắt như này thôi. Đó, một cái bút mắt như này. Và bôi kem chống nắng và không cần dùng cái gì nữa luôn. Đó, em chỉ bây giờ bôi kem chống nắng có khi em chỉ kẻ mắt thôi và dùng son đi ra ngoài xong. Dùng cái này kẻ đúng đúng cái này kẻ mắt nữa là xong. Đó. Đây. Kẻ mắt nữa là xong. Đó. Hello Bảo An, hello Phạm Linh, Phạm Thị Lan Hương, Trương Hiền. Cái son này á, son này đang được giảm giá còn 250.000 nhá. Đây là cái này là mình đang đánh rất là nhạt luôn. Cực kỳ nhạt luôn đây ạ. Đây này, nó ở trên tay này. Nó là son lì và mềm cả ngày luôn nhá. Mọi người ăn cũng không lo trôi luôn, em dám đảm bảo luôn. Còn mấy chị em hay hỏi em là dùng cái phấn nước nào mà da của em nó mịn và nó bóng như thế thì em đang dùng cái loại Medilab này nhá. Úi rồi em ngủ muộn thế. Đây là em đang dùng nó rất là ít son luôn. Em mà cho nó đậm lên nó sẽ đậm lên rất là nhiều và đẹp đấy. Đẹp cực đẹp luôn mọi người ạ. Đây là đang mặt mộc của em nhé đây ạ. Đó và hôm nay là ngày thứ tư em sử dụng cái huyết thanh 7 đây này.
Đây là ngày thứ tư em sử dụng huyết thanh. Hello Giang Hương Giang, hello Trần Ngọc Lưu, hello Bơ, đây, hello Thảo nhá. Hôm nay là ngày thứ tư em sử dụng cái này. Và cái loại này thì chỉ sử dụng cho chị em nào có da khỏe thôi nhá mọi người nhá. Chị em nào mà có da mụn thì tuyệt đối không nên dùng. Tại vì khi mà có da mụn chị em dùng cái này thì nó thật sự là nó chỉ dùng cho làn da khỏe thôi. Còn làn da mụn thì không nên dùng nhá. Để em sẽ đánh cái môi của em rồi. Đây chỉ mặt mộc của em và đánh son môi nhá. Đó. Em đảm bảo là mọi người dùng mọi người thích hơn 3 xe. Và khi mọi người đã dùng cái này rồi là không dùng 3 xe luôn luôn. Đảm bảo luôn. Đó. Em đã không dùng 3 xe nữa. Và từ khi em dùng cái son này em đổi sang cái son này luôn. Hello Trần Hương. Rất là đẹp luôn, cái màu rất là đẹp. Đó. Nhưng mà cái son này chị em là thích đậm thì đậm, còn không thì chúng ta dùng nhạt thôi. Khi mà nó khô rồi ấy, thì chị em nó là son lì nên là nó rất là khó đi luôn. Hello chị Nhung. Nhung ngố như ngầu à? Ngố như ngầu à? Mình cứ tưởng Nhung. Đó. Ờ, cái son này nó là son tiếng Anh hay là cũng cái gì black râu hay black gì đấy. Cái son này mới ở Hàn Quốc và mới về Việt Nam đấy. Đang cái màu này ở Việt Nam đang rất là hot, màu 06 và màu 07. Nhưng mà màu 06 đã hết rồi, chỉ còn màu 07 thôi. Và em dám đảm bảo với chị em luôn, khi mà cái son này nó rẻ hơn son 3 xe. Son này thì đang được giảm giá ở bên Hàn Quốc, tính ra bên Hàn Quốc ấy nó chỉ là 240.000 thôi, nhưng mà về Việt Nam em bán 250.000. Mà cái son này nhá, khi chị em đã dùng rồi ấy thì chị em sẽ bỏ luôn 3 xe luôn. Em dám đảm bảo. Đây, em đang dùng hai thỏi son 3 xe, nhưng mà khi mà em dùng cái này thì em lại bỏ luôn son 3 xe. Em còn có cả cái son này nữa kìa, nhưng mà cái son này vẫn thích hơn cái son này ạ. Đây, cái son này thì nó một đầu là dưỡng này, một đầu là màu đỏ cam này. Đây ạ. Son này rất là đắt. Son này hình như là 600 mấy một thỏi cơ. 600 mấy một thỏi cơ. Nhưng mà em vẫn thích dùng son này hơn, tại vì em đang dùng, khi mà em dùng thì em thích son này hơn. Em gọi là một nhà son, rất là nhiều son luôn. Chị em nào thích hôm nào em livestream bán hàng mỹ phẩm nhá thì em sẽ tặng luôn, sẽ tặng son chị em luôn. Đây này, trong bao giờ trong túi của em cũng có mấy cái loại son này, bao giờ trong túi cũng có mấy cái loại son này. Bây giờ là có thêm cái loại son này nữa rồi này. Đó, bây giờ là môi em có được đây, cực lì luôn. Còn ba xe thì bây giờ rất là khó lấy, cực kỳ khó lấy luôn. Tại vì là nó bây giờ nó sản xuất son mới rồi nên là cái son 3 xe loại cũ ấy nó không sản xuất nữa đâu. Rất là khó. Đây ạ, à, mọi người đây mặt mộc của em này. Không lấy một cái gì luôn. Hello Nguyễn Kiều Phương. Không bôi một cái gì luôn. Cái này là 250.000 nha. Son này là 250.000, cái vỏ của nó như thế này. Cái vỏ của nó như thế này. Đó, đây ạ. À, đây cái thương hiệu của nó đây ạ. À. Bằng tiếng Anh, em dốt tiếng Anh lắm, em không đọc tiếng Anh mọi người ạ. Rất là đẹp luôn. Rất là thơm, đây ạ. Rất là thơm, rất là đẹp và son lì nhá mọi người nhá. Đây ạ, son lì này. Đó. Đây, nó ra một tí tại vì là em mới bôi vào tay. Nhưng mà mọi người để khô ấy, nó rất là lì. Và em dám đảm bảo luôn khi mọi người đã khô rồi nhá, nó đã khô vào môi rồi ấy, mà nó vẫn kiểu mềm này. Đó, mướt và mịn. Nó không... son này son lì và son mịn nhá. Nhá, sáng nay tớ đi ăn gà đấy, liếm môi các kiểu về, khi mà về chụp ảnh nó vẫn tươi và khi mà môi nó vẫn tươi. Vừa rồi mới là sờ bôi lại đấy. Dám đảm bảo luôn mọi người đã dùng cái son này rồi là mê son này hơn 3CE rất là nhiều luôn. Tại vì 3CE nó vẫn hơi khô môi đúng không mọi người, nhưng mà cái này nha nó không khô môi mọi người luôn, nó không khô môi. Nó rất là mềm môi và nó giữ môi được cả ngày luôn. Khi mọi người ăn, mọi người thấm cái giấy ăn vào á, khi mà nó đã khô, cái son nó đã khô rồi, bởi kem mà mọi người, nó phải có thời gian khô. Và khi nó đã khô rồi mọi người ăn nha, mọi người lấy cái giấy ăn mọi người bấm nha. Nó không trôi một chút nào luôn. Nếu mà nó có ra, nó chỉ ra một tẹo nhưng mà nó vẫn bám ở cái môi giống như cái lúc khi sau khi mình ăn.
và trước khi mình ăn và sau khi mình ăn nó vẫn là một cái màu môi đấy. Mà dám đảm bảo với mọi người nó không chì và rất lì, không chì và lì và có dưỡng nhá. Tại vì là cái thương hiệu này nó không nổi tiếng bằng ba xe nên là nó không chạy bằng ba xe đâu mọi người ạ. Có nghĩa là ở Việt Nam nó không nổi tiếng bằng ba xe á, nhưng mà cái này nó dùng tốt hơn ba xe rất là nhiều. Tại vì là mình là người dùng son rất là nhiều rồi, gọi là ở nhà mấy chục thỏi son, mấy chục chục hãng son cơ. Nhưng mà khi cách đây gần một tuần đã dùng cái son này và từ hôm đấy là bỏ luôn ba xe, chỉ dùng cái loại này thôi và màu rất là thơm, rất là đẹp luôn. Hello Thanh Hải đã, Đặng Thanh Hải là trai hay gái nhỉ? Đó. Và hôm nay em chia sẻ cho mọi người những cái loại mỹ phẩm em đang sử dụng nhá, những cái loại mỹ phẩm mà em đang sử dụng và để có một làn da đẹp như này đây, trắng trắng mịn luôn đây, rất là bóng luôn đây đó, rất là bóng luôn. Thì em sẽ chia sẻ cho mọi người nhá, hết lớp tâm cám. Đây ạ, cái túi trang điểm của em rất là ít thôi. Bông tẩy trang này, bông tẩy trang của em thì là sử dụng bông tẩy trang của Hàn Quốc này. Em cũng có 7 màu nhưng mà hiện tại còn đúng màu 07 thôi. Có gì thì tớ sẽ inbox ảnh cho Đặng Thanh Hải nhá. Đây, em sẽ khoe mọi người là góc mỹ phẩm của em. Là em bộ mỹ phẩm thì em đang sử dụng bộ mỹ phẩm này. Dưỡng da, cái loại dưỡng da 601 này. Bao gồm tẩy da chết này, sữa rửa mặt, kem chống nắng, kem tái tạo da, mặt nạ ngủ và kem sâm để giảm nhăn tàn nhang. Có chứ, chị nhớ Phương Nguyễn chứ? Có, nhớ nhớ nhớ. Và đi cùng với lại cái loại kem dưỡng da đấy là em sẽ buổi sáng em sẽ dùng set dưỡng da, còn buổi tối em sẽ dùng cái huyết thanh 7 đây này để cho da em nó đẹp hơn và mịn và căng hơn. Còn đi khi mà đi ra ngoài, khi mà tẩy trang thì em dùng cái tôn trị mụn này. Em vừa ngăn ngừa mụn, bởi vì em đi ra ngoài đường xếp hàng cả ngày. Em vừa ngăn ngừa mụn và em vừa tẩy trang được, bởi vì cái này tẩy trang rất tốt. Và tẩy trang này thì em dùng cái tẩy trang của Hàn Quốc, nó khác hoàn toàn với tẩy trang Việt Nam ở cái là nó cũng không đắt đâu, không đắt. Khác ở cái Việt Nam là nó rất là mịn luôn và nó có bốn lớp mọi người ạ. Đây ạ, mọi người có thể tách ra làm giống như kiểu cái khăn 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 ướt khăn khô ấy mọi người. Đây này, nó rất là mịn luôn. Đây, đây là bông tẩy trang của em. Đây là hôm nay là góc 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 khoe đồ trang điểm của em. Đây, nó như này, cái bông tẩy trang của em nó như này. Đó. Nó như này. Của Hàn Quốc, bông tẩy trang của Hàn Quốc. Và mọi người biết là Hàn Quốc cái gì nó cũng tốt đúng không mọi người? Đó. À mình bán mỹ phẩm sách tay Hàn Quốc nhá, order từ Hàn Quốc nhá. Mọi người ai mà lấy mỹ phẩm như thế nào đấy, chỉ cần gửi ảnh thôi, chỉ cần gửi ảnh cho mình thôi. Nhưng mà order thì nó sẽ không có luôn, các bạn sẽ phải chờ đến 2 tháng, các bạn phải chờ 1 tháng. Bạn nào may mắn thì phải chờ 1 tuần, nếu mà có sẵn thì chỉ mấy ngày là có là mình gửi cho, nhưng mà nếu mà không có sẵn thì phải chờ ít nhất là 1 tuần, còn lâu nhất là tầm khoảng 2 đến 3 tháng thì mới có những cái sản phẩm mà các bạn đặt đặt gọi là gửi ảnh á, gửi ảnh ấy. Hello Trang Hoàng, bạn cũ. Còn khi đi ra ngoài này, khi đi ra ngoài thì mình sẽ dùng một chút loại nước cân bằng da. Cái nước cân bằng da đấy hết rồi thì mình sẽ chuyển sang một cái dưỡng này của một cái set dưỡng da của mình. Đó, tiếp theo thì nếu mà hôm nào mà lười ấy thì là mình sẽ dùng, có cái lười đánh đánh phấn á. Đánh phấn thì mình sẽ dùng kem chống nắng. Kem chống nắng thì rất là tốt, hôm nay mình vừa bôi huyết thanh rồi nên là mình sẽ không bôi cái gì lên đấy. Kem chống nắng này là kem chống nắng hoa hồng. Nó nhìn rất là tự nhiên. Đây, góc khoe mỹ phẩm đấy ạ. Đây ạ. Nhìn nó rất là tự nhiên mọi người ạ. Đây là em bôi cái lớp nó hơi nhiều một chút. Nó cực kỳ tự nhiên mà nó rất là thơm mùi hoa hồng đây ạ. Đây. Đó, mọi người nhìn này. Đó, nhìn nó rất là tự nhiên, nó không bị trắng bệch mà nó cũng không bị quá là mờ. Tiếp theo này, nếu mà mình không thích dùng kem chống nắng thì thường thường nó là mình đang dùng cái loại phấn phấn nước này, cũng là của Medilac. Đây, phấn nước mình đang dùng là phấn nước của Medilac. Nếu mà muốn mất mụn ấy thì chỉ lấy cái mụn li ti ấy, thì chỉ dùng cái nước hoa hồng trị mụn này này, cái nước hoa hồng trị mụn này. Để có nghĩa là mỗi một ngày chúng ta sẽ lau bằng cái này 1 đến 2 lần, sáng 1 lần, tối 1 lần. Lấy bông tẩy trang rồi chúng ta lau lau sạch mặt đi. Bởi vì cái này nó vừa vừa có giúp chúng ta là vừa tẩy trang này, vừa ngăn ngừa mụn này. Đó, nên là ngày nào mình cũng tẩy trang bằng cái này. Nếu mà mình không thích
Tại vì là da mình cũng trắng rồi, mình chỉ có kẻ một chút mắt với dùng son thôi. Em ơi, da của em nếu mà giả sử mà tầm cám ơi, da đây này, cái loại huyết thanh này này thì là nếu mà giả sử mà da của em nhé mà nó bị mụn này, và da của em nó không khỏe, ví dụ như là em dùng bất cứ một cái gì ấy, em cũng cảm thấy là nó khó chịu trên khuôn mặt ấy, không hợp với mặt ấy, thì tốt nhất là em không nên dùng cái huyết thanh này. Cái huyết thanh này chỉ dùng cho làn da khỏe thôi, là làn da không có mụn ấy, làn da không có mụn có thể sử dụng được, chứ còn làn da mà đã có mụn thì không nên sử dụng nhé, em khuyến cáo mọi người không nên sử dụng. Và cái loại huyết thanh này này không phải là ai cũng có thể sử dụng được, và không phải là bảo quản dễ, mà nó bảo quản chúng ta phải bảo quản cái này là trong Hello Anh Trung Vương, Hello Thành Tốc Độ, mà cái này chúng ta phải bảo quản ở trong tủ lạnh, nếu không chúng ta không có tủ lạnh chúng ta phải để trong cái góc nào mà nó không có ánh nắng mặt trời và nó thật thoáng mát đó, cái loại huyết thanh này này, mà phải dùng kiên trì trong vòng 7 ngày đầu tiên. Trong vòng 7 ngày đầu tiên, nếu mà trong vòng 7 ngày đầu tiên mọi người có thể trước khi sử dụng cái huyết thanh này mọi người chụp ảnh vào, và sau khi sử dụng huyết thanh này trong 7 ngày mọi người sử dụng vào, tại vì hôm nay là ngày thứ tư em sử dụng huyết thanh này đó. Hello em tươi, đây đây là hai cái loại kem chống nắng và loại phấn nước em đang sử dụng đấy. Tiếp theo này, em khi em kẻ mắt nhé mọi người nhé, một là em sẽ dùng cái phấn mắt 12 màu này, hai là em dùng cái bút mắt này. Phấn mắt 12 màu thì con em nó đã làm vỡ đây rồi. Phấn mắt 12 màu, hoặc là em sẽ dùng cái bút mắt như này. Đây ạ, cái bút mắt như này thì khi rất là dễ trang điểm luôn đây ạ. Đây nó lại giống như nó em kẻ ra đây này cho mọi người này. Đây. Đó. Rất là dễ trang điểm luôn đấy. Đó, rất là dễ trang điểm luôn, tùy theo màu mọi người thích. Tiếp theo, son thì em có rất là nhiều màu son, nhưng mà màu mà em đang sử dụng nhiều nhất là đây ạ, cái loại son này. Mấy cái loại son này là màu mà em hay sử dụng nhất, là bốn loại son này. Hai thỏi của 3CE, một đỏ lạnh, một đỏ thuần, và cái loại son này đỏ đỏ cam tươi này mọi người này. Đó, đỏ cam tươi, và cái này là hai màu, một dưỡng một đỏ cam. Đây nó như thế này, đó nó như thế này, rất là đẹp luôn, cũng làm bóng môi luôn. Tiếp theo chổi thì em dùng chổi này, chổi này rất là rẻ, ra mọi người ra chợ sinh viên nó chỉ có 80.000 một cái thôi. Má hồng thì em cũng sử dụng má hồng của 3CE luôn. Bút thì là bút kẻ chân mày, thì em cũng là kẻ chân mày của Oh My God này, kẻ 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 mày, em có hai bút kẻ mày của Oh My God này. Bút kẻ mắt thì là em có bút kẻ mắt của Take Me này, hoặc là Oh My God này, một trong hai cái, nhưng mà hiện tại em đang dùng cái của Take Me này. Mascara thì em sử dụng ba loại mascara, đâu nhỉ, một loại nữa đâu nhỉ, một loại nữa, hôm nay con em ném đâu ta, à đây, một loại mascara của Oh My God, một loại mascara này thì tên gì em cũng không biết, tại vì khi em mua cái này là tôi tặng thêm một cái dưỡng mi dài, và một cái mascara này nữa. Đó, mascara này loại này thì là 600 nghìn. Loại màu vàng này với loại Oh My God, màu vàng này là 200, loại Oh My God là 250. Đấy là những cái loại em đang sử dụng. Tiếp theo là em sẽ có hai 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 cái treo khuyết điểm. Tôi nhận một cái nữa đây. Hai cái treo khuyết điểm của Maybelline. Maybelline thì là nó là được bán bên Hàn Quốc nhưng mà nó lại là được sản xuất bên Trung Quốc. Tại vì em thấy ở đây nó là Made in China. Made in China. Made in China. Nhưng mà em lại mua bên Hàn Quốc. Cái này thì là màu nâu để khi mà em che khuyết điểm trên khuôn mặt này, làm cho mặt em nó V-line. Và cái chỗ hốc mắt này làm cho mắt của em, mũi của em nó có vẻ cao hơn. Còn cái màu sáng này thì em đánh trên cằm, trên trán, cần chữ T trên mũi, vào đây và che khuyết điểm ở đây. Đó, đây là những cái gì mỹ phẩm mà, và một bút kẻ môi với lại một số cái loại như này đó. Đấy đấy là toàn bộ mà mỹ phẩm mà em sử dụng mỗi một lần trang điểm. Nhưng mà thường thường thì bây giờ da mặt của em nó trắng và mịn như này rồi đó, thì là em đi ra ngoài đường thì em chỉ việc sử dụng son thôi, son và bút kẻ mắt thì thôi. Son và bút kẻ mắt là hai cái quan trọng nhất. Mà kẻ còn mi mi giả thì thường thường là em sẽ nối mi chồn. Đâu rồi cái hộp mi ở đây? Còn cái hộp này nó còn hai đôi. Ui,
đây ạ. Mi trồn này thì là mi trồn này thì em mua trước là có một chị tặng nhưng em dùng hết rồi, em mới mua một hộp mi trồn này và còn hai đôi. Còn hai đôi mi trồn này thì nó cực kỳ đẹp và cực kỳ nhẹ luôn, gắn đi không gắn luôn. Còn cái keo gắn mi thì vừa rồi nó có mấy chị hỏi em thì đây, keo gắn mi của em nó như thế này. Em còn không biết là một lọ keo gắn mi của em nữa đâu rồi. Mỹ phẩm của em đơn giản á. Mỹ phẩm của em thì chỉ gói gọn trong một cái túi như thế này thôi. Đó. Một cái túi như thế này. Đây là keo gắn mi của em. Còn có một loại là màu trong nữa. Hello Thị Hòa, hello Thảo My. Đó. Cái loại mà gắn mi của em ấy. Còn một cái loại còn 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 một cái lọ trong nữa nhưng mà em không biết là cái lọ trong đấy đâu rồi. Có nghĩa là gắn mi, keo gắn mi này là keo gắn mi 3 trong 1 và đảm bảo với mọi người luôn là dính. Dính cực kỳ dính luôn mà giá nó rất là rẻ thôi. Ba cái loại 3 trong 3 3 3 cái loại này là nó keo gắn mi này nó bán trong một hộp. Có 3 màu, màu đen, màu trắng và màu trong. Em không biết là màu trong đâu tại vì con em nó ném đâu rồi. Thì cái loại gắn mi này rất là tiện lợi luôn. Nó cực kỳ nhá mọi người, cực kỳ dính luôn ấy. Đi mọi người có đi cả ngày có tắm người ấy, mọi người nếu mà đã giật ra nhá thì mọi người phải cho một ít nước vào, lấy bông tăm lấy ra từ từ đó, tại vì cái này nó rất là dính luôn đó, rất là dính luôn. Mà cái này thì là nó bán ở bên chủ, bên bên Hàn Quốc ấy, bên Hàn Quốc nó là hôm đấy em mua hình như là ba cái loại nhỏ nhỏ này trong vòng một túi, à trong cái gắn mi như này, ba cái nhỏ nhỏ này thì nó là ba trong trong một cái túi nhỏ nhỏ này. Thì là trong một cái khay đấy có ba cái nhỏ như này là màu trong với lại màu trắng với lại màu đen, thì là nó là hình như là 400 mấy á, 400 mấy hay 500 mấy á, nhưng mà nó rất rất là tốt luôn. Trung bình ra thì cái này nó rơi vào tầm khoảng 150 một cái nhỏ nhỏ như này, 150 một cái nhỏ nhỏ như này, cái gắn mi này. Đây là cái keo gắn mi giả đó, dùng rất là thích luôn. Trước kia thì em dùng của phấn phấn nước của Hela nhưng mà em dùng hết rồi, bây giờ em chuyển sang Oh My God. À nhầm, em chuyển sang Medilab. Em chuyển sang Medilab. Đây là cái loại mà em hay sử dụng. Có, chia sẻ đi. Chia sẻ đi. Tặng luôn. Đây ạ, con vợ thì đang livestream như thế này. Còn ông chồng và người con này. Mọi người này. Đó. Hai bố con đang ngủ ngủ rất là ngon lành, bố thì đang ngáy rất là to. Và bố thì hôm nay đi uống rượu đến hơn 11 giờ mới về. Hôm nay gọi là về rất là sớm. Đã chia. À nhớ gửi cho mợ chị là ở trong Sài Gòn, trong vào Sài Gòn nhá, không gửi ở bên không không gửi lên Yên Bái nhá, cho nhá. Mai mợ chị chuyển khoản thì gửi nhá. Chuyển khoản báo chị báo thì gửi nhá. Đó, chỉ cần son thôi, chả cần gì nhiều. Kem dưỡng da thì không cần, tại vì đã có cái này rồi, có này bí quyết rồi. Đó, bí quyết rồi nên là không cần phải bôi bất cứ một cái gì cả ngoài son, kẻ thêm tí mắt, không cần chút mi. Xong. Thế là đi ra ngoài là được rồi. Trước khi đi ngủ thì đã bôi bôi, à nhầm, tí nữa vuốt đi. Ồ, thứ hai đi, thứ hai đi. Rồi còn chế nào không? Chế nào có vấn đề gì về da hay chế nào muốn da nó đẹp đẹp như da em đây này mọi người này. Đó, rất là căng bóng luôn. Rất là mịn luôn. Live stream mà nó còn mịn còn sáng như thế này. Ôi thôi, 14 người xem. Lúc nãy kịch Kim là được hơn 30 người xem thì phải. Nhưng mà chắc bây giờ các cú đêm đi ngủ hết rồi. Mọi người ơi, mọi người nhớ chia sẻ và nhớ theo dõi face của em nhé. À để em set tắm đi. Set tắm chị còn 2 set thôi, chị để lại cho 1 set. Đặng tiến bộ. Ok. Mua set tắm tặng thêm một cái gì nữa nhỉ? Thích tặng cái gì nào? Tặng son không? Dạ em chưa anh ơi. Em đang buồn với các cú đêm tại vì em cũng chưa buồn ngủ. Đấy, giờ này đã có gái nhắn tin cho chồng em.
mà chả biết phải gái không. Đứa nào mà nó phải gan lắm nó mới dám nhắn tin cho chồng em đấy. Tiền gấp đôi là sẽ tặng. Ví dụ như là chị bán cho khách là 1.450.000 một set tắm thôi, chị bán cho mày 1.300.000 một set tắm, xong mày chuyển khoản nó chị tầm khoảng 2.500.000 là được. Chị sẽ để cho mày hai, chị sẽ bán mua một tặng một. Ví dụ như thế. À đâu, thì như chị đang sale set tắm còn có 1.100.000 hay sao ấy, còn hai bộ cuối cùng là 1.100.000 hay sao ấy. Còn hai bộ cuối cùng là 1.100.000 để cho cô một bộ. Đâu rồi, cú đêm đâu hết rồi, còn có 10 người thôi à? Ít thế, lúc nãy hơn 30 người cơ mà. Ừ. 11 người, thêm nữa đi mọi người. À, em xem em có cái gì em tặng mọi người không nhỉ? Không, 399 623 399 số điện thoại. À đây, xem hôm nay live stream lâu lâu rồi không live stream, xem có muốn tặng cái gì tặng mọi người không nào. Em ôm làm gì, em gác thôi em không ôm đâu. Tặng bông tẩy trang cho mọi người nhé, bông tẩy trang cao cấp của Hàn Quốc đây. À, cái bông tẩy trang này em còn chả biết nhớ giá là bao nhiêu, nhưng mà nó cũng phải đến 100.000, hơn 100.000 đấy, phải hơn hơn 100.000 đấy. Cái bông tẩy trang này phải 150.000 đấy, nhưng mà em sẽ tặng cho mọi người bông tẩy trang cao cấp của Hàn Quốc nhé mọi người nhé, cao cấp luôn đấy. Em sẽ lấy một tờ tiền ra, ai đoán đúng em sẽ tặng cái này. Có nên tặng mọi người mặt nạ dưỡng da không, cung cấp nước không? Cái mặt nạ này cũng đang rất là hot ở Việt Nam đây. Ai mua hàng của em sẽ tặng cái này. Cái này thì là em đang bán lẻ, nó là 500.000 một hộp này. Đang bán lẻ là 500.000, đang bán lẻ là 550.000 một cái. Còn nếu mà bán theo hộp là 450.000 một hộp. Mặt nạ dưỡng ẩm cung cấp nước cho da, làm sáng trắng da. Em sẽ tặng cho ai, những ai ai, ai mà tương tác Facebook em tốt và mua hàng em sẽ tặng. Trai anh ơi, có muốn lấy cái bông tẩy trang này không? Bông tẩy trang cao cấp của Hàn Quốc đấy. Không phải mua ở Việt Nam đâu, mua ở Hàn Quốc đấy mọi người ạ. Gửi từ Hàn Quốc về đấy. Xem kiếm được cái gì tặng mọi người nữa không nhỉ? À, cái loại gel dưỡng da này. Tặng nốt này. Hôm nay em sẽ tặng này. Xe dưỡng da dưỡng ẩm 3 trong 1 này. Tặng nốt này. Tặng cho vui mồm. Tặng cho vui khách, cho khách vui. Mà khách đâu, hôm nay chỉ tâm sự với mọi người thôi. Đây, cái set dưỡng da này mình như thế này, rất là đẹp luôn. Cái này chắc là nước hoa hồng này. Cái này là kem dưỡng này. Cái này cũng thế này. Dưỡng, hai này là dưỡng. Hai cái này là, một còn cái này là nước hoa hồng. Ai muốn em tặng set này không ạ? Set này đắt nha mọi người nha, set này không rẻ đâu. Set này là 120 set đấy. Không rẻ đâu. Nhìn nó thế thôi nhưng không rẻ đâu mọi người ạ. 120 là giá hữu nghị đấy nha. Chứ giá bình thường bán là 150.000 đấy. Ở đâu 200, cái loại 4 set 4 là 200, cái loại là 170. Đấy. Đây này. Mai livestream em tặng quà nha mọi người nha. Rồi thì chắc là còn có 5 người tụt đã tặng quà, mà có 5 người, 7 người này. Thì tặng làm cái gì? Trời ơi, thôi mai tặng. Mai em livestream bán hàng em tặng, tặng rất là nhiều. Mai tặng hết mấy cái này luôn. Cái này như em còn 5 hộp, mai em tặng nốt. Cái bông tẩy trang này thì mai em còn 4 túi bông tẩy trang. Nhưng mà mai em sẽ tặng một túi. Cái set này em còn 3 set, em sẽ tặng mất một set, em sẽ để 2 set để bán. Son, mai em sẽ tặng cái loại son em đang dùng này, một thỏi.
gì ấy nhỉ, mai em mua hàng em sẽ tặng kèm theo mặt nạ dưỡng da, toàn những loại xịn nha mọi người nha, toàn những loại xịn thôi, đảm bảo với mọi người luôn. Mai sẽ tặng như thế, nhưng mà sẽ phải chơi game mini game thì em sẽ tặng, mà đã đảm bảo luôn mọi người luôn là không lo gì về gọi là hàng fake cái hàng gì cả, đảm bảo với mọi người luôn là như thế. Ôi, mọi người đây này, cái kẻ mắt đẹp không, long lanh luôn, đảm bảo với mọi người luôn. Còn bây giờ thôi các bạn, mọi người đi ngủ nhá, em dưỡng da bằng cái này xong rồi đây ạ. Dưỡng da bằng cái này xong rồi, đảm bảo với mọi người luôn, trong vòng 7 ngày bật tông luôn, trong vòng 7 ngày mọi người cảm thấy cái sự khác biệt hoàn toàn luôn. Đây ạ, mặt em không bôi cái gì mà lúc nãy mọi người đầu live stream thì em cũng dưỡng cho mọi người trên khuôn mặt em cho mọi người xem rồi đúng không? Là trong vòng 4 ngày mà nó đã nhìn nó trắng, rất là trắng này mọi người này. Chỉ cần dùng ít son thôi là nó lên rất là đẹp luôn. Chỉ cần chút son thôi, chả cần nhiều. Đó. Hello anh Trinh Tín. Trời ơi, ngay cổ nhuế mà chả thể ý ới anh em gì cả. Bao nhiêu lần mà nhậu mà cứ quên mất rồi gần đâu. Đấy chưa mọi người, mai em sẽ tặng nhé. Thôi hôm nay không tặng nữa. Ngày mai em live stream em bán hàng em tặng. Còn hôm nay em chỉ buôn với mọi người và dưỡng da cho mọi người xem thôi. Đó. Còn hôm nay là ngày thứ tư em sử dụng. Ngày thứ tư em sử dụng mỹ phẩm. À, sử dụng cái ngày thứ tư em sử dụng cái huyết thanh 7 đây này. Đó, ngày thứ tư em sử dụng huyết thanh 7 đây. Ngày thứ năm, ngày thứ sáu, ngày thứ bảy. Em đã chụp lại từng ngày một chút nữa em sẽ chụp lại cái ngày mà hôm nay em sử dụng. Ở đây, chụp lại màn hình luôn cho mọi người xem. Hôm nay là ngày thứ tư em sử dụng cái huyết thanh 7 đây này. Em chính là người sử dụng luôn cho trải nghiệm cho mọi người luôn. Đó. Đó. Chụp lại luôn, chụp lại live stream luôn cho mọi người luôn. Để đến thứ bảy, ngày hôm nay ngày thứ tư sử dụng, đến ngày thứ bảy mọi người sẽ thấy nó khác hoàn toàn như thế nào. Đó, mọi người đi ra sử dụng xong mấy cái sản phẩm của em nha, đảm bảo các chị em ai cũng mặt xinh tươi luôn. Còn bây giờ em đi ôm chồng, đi ôm con đi ngủ đây. Bye bye mọi người nha. Chúc mọi người ngủ ngon.